Mẹ có biết là mẹ làm khổ con cái mẹ lắm không? Đi vào con đường cờ bạc làm cái gì? Để bây giờ khổ con khổ cái đến như vậy. Bao nhiêu lần muốn từ bỏ mà từ bỏ không được. Mà phải chi tôi không quyết tâm từ bỏ hay sao? Mấy lần rồi. Nhưng mà hãy lấy con số trong lá bài á, tôi lại ghiền, tôi lại tiếp tục cờ bạc. Tôi biết tôi làm vậy khổ con khổ cái lắm chứ. Có kiếm được đồng bạc đâu đâu mà đổ nợ rỗ nần. Mà tôi không từ bỏ được. Tôi là mẹ mà tôi vô trách nhiệm lắm biết không? Lần này tôi hứa là tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ dứt khoát không đi vào con đường đó nữa. Nhớ lời tôi nói đó. Cứ phải làm khổ con khổ cái hoài là không được. Phải từ bỏ thôi. Tôi đâu mất cái đầu rồi. Cái tài này nè, giống không? Giống không? Cầm bài nè, không đáng tồn tại nữa. Nghe, bỏ đi nghe chưa? Bàn tay thiên thần giúp tôi từ bỏ cờ bạc nha. Cái này là nắm tay kéo đi cờ bạc tiếp chứ từ bỏ cái gì? Tao đập cho mày chết nè. Đào hồn, đào chắc luôn. Ước gì có một liều thuốc ai chích vô tay mình đập cho đỡ đau. Tiền không có mà ăn lấy gì mà mua thuốc tê. Ủa, cái lúc mày đi mượn nợ người ta, mày đi trốn nợ người ta, sao mày gan quá vậy? Còn bây giờ mày lại sợ đau. Đồ hèn. Nếu mày cứ tiếp tục như vậy hoài thì con của mày sẽ khổ, mày biết không? Mày phải từ bỏ. Cái tay này phải từ bỏ. Tao cho mày chết. Má muốn làm cái gì vậy? Để cho má đập cái tay cờ bạc của má đi. Nếu mà má không muốn quyết tâm á, thì cho dù má có đập nát cái tay này, má cũng không từ bỏ được. Má biết. Má biết má làm như vậy, má làm khổ mấy đứa lắm. Nhưng mà thật lòng là má không có muốn mà. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ má có dằn vặt mình, má có tự trách bản thân thì cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Bây giờ nè, con với má phải cố gắng mà kiếm tiền để trả nợ cho người ta. Má phải kiên quyết từ bỏ bài bạc mới được. Thật lòng là má muốn cai. Má muốn cai từ lâu lắm rồi. Nhưng mà má không làm chủ được bản thân. Má biết má làm vậy là má làm khổ mấy đứa. Thì cứ đã cho má đập cái này đi. Má đập cái tay của má thì má sẽ bỏ cờ bạc mà. Nghe con nè, bởi vì má muốn nhanh kiếm tiền cho nên má mới sai về con đường cờ bạc như vậy. Nhưng mà má thấy đó, có kiếm được tiền đâu mà gia đình mình càng ngày càng nợ nần nhiều. Con muốn á là má phải nhớ kỹ điều này để kiên quyết từ bỏ cờ bạc. Má của con là người mạnh mẽ mà. Một mình má với hai bàn tay này nè nuôi tụi con khôn lớn. Chỉ cần là má quyết tâm thôi thì má sẽ làm được. Con tin là má sẽ làm được mà, đúng không má? Má hứa, má hứa, má sẽ cố gắng. Ráng lên má. Cố gắng. Má làm được mà.
Vinh Hiển. Dạ. Đây, con chơi dì Duyên gửi em Mỹ Linh ở đây với con nghe. Con có bằng lòng cho em ở chung một nhà với con không? Vài năm thôi. Dạ. Mỹ Linh vô Sài Gòn cho tiền việc học hành, dì Duyên còn bận cho nên chưa vô được. Linh sẽ ở nhà chúng ta nha con. Dạ. Chào Mỹ Linh nha, bây giờ anh sẽ là anh của em ha, anh sẽ bảo vệ em. Dạ anh Hiển. Đi, anh dẫn em đi, anh mới thả mấy con cá xuống hồ đẹp lắm. Đi với anh đi con. Đi. Em nhìn kìa, quá trời cá luôn. Dạ. Anh Hiển, chờ em nha anh Hiển. Nhanh lên. Chờ em. Anh Hiển. Cái gì? Anh Hiển, để em làm chú rể cho. Anh làm quay phim đi. Thôi, để anh Hiển làm chú rể, ông làm quay phim đi. Ờ, cũng được. Rồi đi. Từ từ lên nè. Rồi đi đâu nữa? Rồi đi qua bên đây luôn. Quan hệ giữa hai chị em của Hương có tốt hơn không? Tệ hơn nữa là đằng khác. Tôi nghĩ là sau khi lớn lên thì suy nghĩ sẽ khác chứ. Hồi nhỏ nó đố kỵ với một mình tôi, bây giờ nó đố kỵ luôn với thằng Vinh Hiển đó. Vậy thì Hương chắc mệt mỏi lắm ha. Tôi quen rồi cho nên thấy bình thường thôi. Với lại có ganh tị gì đi nữa thì nó cũng đâu làm gì được hai mẹ con tôi đâu. Cũng đúng. Vinh Hiển sau này nó sẽ làm người thừa hưởng gia sản thì mẹ con Hương đâu có gì phải lo. Vinh Hiển nó là đứa thông minh lanh lợi, sau này chắc chắn nó sẽ làm nên việc lớn đó. Tôi sẽ nhắc bé Mỹ Linh ráng học cho giỏi để mà sau này hỗ trợ cho Vinh Hiển mới được. Duyên hứa rồi đó nha. Sau này nhất định Mỹ Linh phải hỗ trợ cho thằng Hiển đó. Đương nhiên rồi. Cô muốn con giám sát anh Phát hả? Đúng vậy. Nhưng mà tại sao? Thời gian này thằng Hiển đang ở nước ngoài, ông ngoại lại đang dưỡng bệnh. Việc ở công ty một mình thằng Phát điều động. Cô nhờ con để mắt tới thằng Phát là tốt cho Hưng Thịnh, tốt cho con trai cô, và tốt cho con sau này nữa đó Linh à. Chuyện này là sao con không hiểu? Thằng Phát luôn lo sợ sau khi tốt nghiệp về nước thằng Hiển sẽ thay ông ngoại điều động công ty. Cô sợ là trong thời gian này thằng Phát sẽ thâu tóm hay trục lợi gì đó từ công ty. Cô đã chọn con làm con dâu của cô, con giữ gìn Hưng Thịnh cũng là giữ gìn cho con sau này, có đúng không nào? Dạ, cô yên tâm đi, con sẽ giữ gìn Hưng Thịnh. Chỉ có cô coi con là con dâu thôi, chứ anh Hiển đâu có quan tâm gì tới con đâu. Trời đất ơi, cái con bé này, bộ con không hiểu cái tính thằng Hiển nhà cô hay sao? Nếu như không để tâm đến con thì tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa có bạn gái? Nhưng mà con yên tâm đi, cho dù nó chưa có tình cảm đặc biệt gì với con, nhưng nó là một đứa hiếu thảo, chắc chắn nó sẽ nghe theo sự sắp đặt của cô. Mình có bác gái chống lưng mà, lo cái gì? Rồi anh ấy cũng sẽ gọi điện thoại cho mình thôi. Dạ ông chủ, đây là trang bán hàng online của cô gái đó. Chẳng qua là tôi sợ làm ảnh hưởng tới công việc của Thanh thôi, chứ không á tôi cho thằng giả phụ mở luôn rồi. Thứ đàn ông gì mà mất nết. Thiệt tình luôn á, bà là cái gì cũng giỏi nhưng mà kỹ năng mềm mỏng thì không có miếng nào hết trơn á. Mềm mỏng làm sao được? Không lẽ bây giờ á người ta sàm sỡ mình xong rồi mình phải tươi cười xong chiều theo ý của họ hả? Đương nhiên là không phải như vậy, nhưng mà mấy cái chuyện tương tự như vậy xảy ra hà rầm mà. Bà biết không, trước khi mà tôi vô làm tiếp thị bia là được huấn luyện một khóa ngắn hạn, phải học hỏi kỹ năng giao tiếp để mà
ngăn chặn hành vi ràm sở của khách mà không có làm mất khách của quán nữa. Thôi, nhưng mà sao Thanh không kiếm mấy công việc khác đi? Chứ tôi thấy á, làm ở đó phức tạp lắm á. Tôi biết là cái nghề của tôi nó thị phi như vậy á, ai nhìn vô cũng ác cảm với tôi hết trơn á. Nhưng mà biết làm sao giờ? Bây giờ tôi không có bằng cấp, rồi cũng không có vốn liếng, thời gian đi làm cũng không có đảm bảo, thì đâu có nghề nào kiếm được tiền giống như nghề này đâu. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ nhiều khi hả, gặp khách sộp bo một cái là bằng cả tháng lương chứ bộ. Biết là ai nói gì thì nói kệ thôi bà ơi, miễn sao á việc mình cứ làm rồi mình giữ mình trong sạch là được, giống như là một bông sen thơm ngát mà dương lên giữa đầm lầy vậy đó. Bà thấy sang không? Sang. Tôi có người bạn á khen tôi là lạc quan, nhưng mà tôi thấy á Thanh lạc quan còn hơn tôi nhiều nhiều luôn á. Thì những người như mình á phải lạc quan chứ, không lạc quan thì làm sao mà sống được, đúng không? Chi lý, bạn tôi nói gì cũng đúng hết á, hay thiệt á. Ê, cái vụ của bà tính tới đâu rồi? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Giờ thì chắc ráng nhận thêm nhiều đơn hàng thôi. Nhưng mà cho dù tôi có làm ngày đêm trong vòng mấy tháng cũng không thể nào mà trả hết 500 triệu tiền nợ được. Nhưng mà thôi kệ nó đi, bây giờ cứ lo đóng tiền lại đúng hạn cho người ta đã. Còn tới đâu tính tới đó. Alo. Dạ đúng rồi ạ. Dạ 50 chai trà sữa, 50 bánh tráng trộn, bánh flan kem chuối, sữa chua, chân gà. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn. Dạ người mai em giao tới liền nha. Dạ em cảm ơn. Trời ơi Thanh ơi, tôi vô mánh rồi, gặp khách VIP rồi nè. Trời ơi tôi nghe cái tôi tỉnh lại liền luôn á bà. Trời ơi chúc mừng nha. Bây giờ tôi phải về nhà liền, làm chưa kịp mai còn giao người ta nữa. Trời ơi. Về đi. Ê, tôi về tôi lo đồ ăn cho mẹ tôi rồi tôi qua tôi phụ nha. Vậy Thanh về lo cho mẹ ha, xong rồi qua phụ tôi nha. Vậy thôi tôi về nha. Vậy đi. Alo. Dạ em nhớ rồi. Dạ em cảm ơn ạ.